Chào các bạn, hôm nay tôi kỹ sư Vũ Thảo Nguyên sẽ hướng dẫn các bạn về việc có nên sử dụng linh kiện cũ trong quá trình sửa chữa hay không. Đây, trên tay tôi một số linh kiện cũ ấy, tụ điện chẳng hạn, vài con mạch cũ. Ví dụ ở đây là mạch điều khiển ổ đĩa cứng của máy tính ấy, máy tính xách tay, ổ cho laptop. Đây là một cái mạch của cục modem ngày trước, đây modem ADSL. Thì tôi nói thật với các bạn là các bạn không nên sử dụng linh kiện cũ trong quá trình sửa chữa điện tử làm gì. Vì sao? Những linh kiện cũ ấy phần lớn nó đều bị giảm trị số. Đây thông tin này, đây là một cái tụ có giá trị là 0,47 mi. Tụ em thường đóng vào những vai trò là lọc nguồn đầu vào trong để chống cái nhiễu công nghiệp đấy. Bây giờ tôi đo được bao nhiêu? Đây, tôi đo cho các bạn xem này. 0,47 mà đo thực ra nó 428. Luôn luôn nó ở giá trị thấp, tức là nó bốn cái này phải đo được chính xác 470 mà nó ở trước mức 428 đã là không ổn rồi. Mặc dù nó vẫn có thể trong cái sai số cho phép của đồng hồ này và đồng hồ và thiết bị đo, nhưng tất cả những cái tụ ấy, những cái tụ này này, lọc nguồn này, hoặc là hoạt động ở cái điện áp cao vậy như kiểu 200V hoặc 100V trở lên ấy, là chắc chắn là dùng một thời gian là điện dung nó sẽ bị giảm rất nhanh so với những cái tụ mà hoạt động ở điện áp thấp hơn. Đấy là một nguyên tắc, một nguyên tắc rất là thông dụng, đó là này, cái điện dung của tụ này luôn luôn giảm còn điện trở thì luôn luôn tăng. Đấy, thế là nhận dẫn đến cái hiện tượng mà tăng trị số điện trở. Ngay cả những cái điện trở mà cảm biến dòng mà tăng lên thì nhiều khi là nó gây hiện tượng ngắt nguồn đột ngột trên những mạch nguồn xung. Đó. Đây là một cái tụ bao nhiêu? Tụ 0,22 mi, để tôi đo được bao nhiêu? Đo được 175. Vậy thế này 175 với cả 220 nó chênh lệch nhau quá nhiều, vậy chúng ta vứt đi thôi. Chúng ta giữ làm gì? Đức cùng một cái mạch này, đây là tụ 684 này chẳng hạn, 400V. Đây tôi đo được bao nhiêu? Đây, 684. Chờ chút. Đây tôi đo được 676, đây cũng gần tạm chấp nhận được. Nhưng như tụ cũ này, như bạn sửa trong bo mạch quạt ấy, mà bạn thay vào ấy, thì tụ đã bị giảm trị số, bạn thay vào tụ khác giảm trị số thì bệnh nó vẫn thế thôi, và nó gây ra khó khăn trong việc phán đoán bệnh. Vậy thì nhiều khi trong cái quá trình sửa chữa, việc mà chúng ta thay thế linh kiện cũ vào ấy, lại gây ra rắc rối cho chúng ta. Thì các bạn cũng nên mua linh kiện mới, chứ đừng nên tận dụng. Còn những việc mà chúng ta tận dụng ấy, thì chúng ta chỉ lấy những cái IC này, những cái IC này. Hoặc là những cái linh kiện nào mà chúng ta không mua được trên thị trường, mà mua nó khó kiếm. Ngay cả những cái tụ hóa này đây, nó ghi là 2200 mi, 25V, nhưng nó ở trong cái thiết bị là modem. Thì cái modem này hoạt động liên tục 24/24 ấy, trên cái trị số điện dung của nó. Khi bạn nhả cái tụ ra đo ấy, chắc chắn nó sẽ giảm trị số, cho nên là cũng gây ra nhiều hiện tượng mà tụ giảm trị số ấy, gây hiện tượng là modem hoạt động trục trặc ấy, không ổn định. Đấy, nên là các bạn cũng đừng nên tích trữ những cái mạch cũ làm gì, cũng chỉ để lấy IC thôi, chứ còn hoặc là lấy đèn bán dẫn, đèn quý. Chứ mà thực ra đèn bán dẫn ấy, cái IC hoặc cái transistor ấy, thì bây giờ bán rất là nhiều trên mạng. Trong những trường hợp mà chúng ta không thể kiếm được, chúng ta có thể like hoặc chế các IC phù hợp với cái mạch của mình. Thì thế các bạn muốn tạo uy tín với khách hàng, muốn mình ít phải bảo hành ấy, thì tốt nhất khi sửa chữa nên thay thế linh kiện mới. Chúc các bạn thành công.